Vậy thì cái lúc mà khoảng thời gian đó, tại sao bên Cam không tố, tại sao Hương Cam không tố mà lại đợi tới cái thời điểm này bên Cam mới tố ta? Nếu mà thằng Gia đó nó không quyết định nó out Phong Vũ Buffalo thì làm gì có cái việc mà gọi là Phong Vũ Buffalo không cho đi. Thì drama này của chúng ta hôm nay sẽ cho biết những cái gọi là những cái thông tin về anh Gia Rót Phạm Minh Lập này trong thời gian vừa qua. Ban tổ chức VCS, ban tổ chức nhận lại thông tin, tiến hành xác minh và đưa ra những quyết định sau. Thì ở đây thầy chỉ đọc cái drama này thôi. Thầy chỉ đọc những cái thông tin chính xác từ ở bên ban tổ chức Việt Nam Championship Series A. Đó là series thôi, hồi xưa là series A, còn bây giờ là series thôi, là viết tắt là VCS. Của Liên minh Huyền Thoại Việt Nam. Thì thầy chỉ đọc những cái thông tin chính xác trên đây thôi, còn tất cả những cái mà gọi là dự đoán, những cái mà gọi là những cái luồng ở bên ngoài thì thầy không xác nhận, đúng không? Thầy chỉ xác nhận chính xác ở đây là gọi là của ban tổ chức giải đấu VCS, đó chính là Ghana, Ghana Việt Nam, và Gam còn hợp đồng với Zeros. Đây 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 là cái mục đầu tiên, Gam còn hợp đồng với Zeros vào thời điểm trước khi bắt đầu VCS mùa hè năm 2018. Đại diện bên Gam là ông Đặng Tuấn Linh. Nếu như mọi người không biết thì Đặng Tuấn Linh là quản lý của bên quản lý cũ của bên team BM lúc mà còn Vũ nè, A Chi nè, rồi từ cái lúc mà bên SAG mà tan rã đó, bên SAG mà từ cái thời mà bên SAG quýt ra là gia nhập team BM, và team BM này là do anh Đặng Tuấn Linh này quản lý, đã Hương xác Hải nhận với ban não tổ ăn chức. lùn. Cảm ơn em, đã xác nhận với ban tổ chức để sẽ cho phép vận động viên Phạm Minh Lộc ra đó rời khỏi Gam. Đây, giờ thời điểm mùa hè thì chúng ta nhận được thông tin là bên quản lý, bên ban cán sự của bên Gam đã cho phép Minh Lộc rời khỏi bên Gam, do đó hợp đồng bên Gam với Minh Lộc không còn hiệu lực. Là cái lúc thời điểm này là Minh Lộc qua bên Phong Vũ Follow. Ok, chúng ta có được một vế là Minh Lộc rời khỏi Gam và gia nhập Phong Vũ Follow là một cách gọi là hợp lệ nhất, hợp pháp nhất theo cái luật ở đây. Đó là bên lúc trước thì bên là Gam Gia Rót được sự cho phép của quản lý và gửi Gam và qua bên Phong Vũ Follow. Và đây là cái vế thứ hai, Gia Rót vi phạm quy định không tuân thủ hợp đồng đi đêm. Được 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 cho đi rồi mà còn được mà bị vi phạm hợp đồng đi đêm là sao ta? Để chúng ta sẽ đọc tiếp. Drama này có vẻ là có nhiều ẩn khúc đây. Ở Muốn trên biết vế trên đã TVB được là cho đi team của rồi. Garena, lên Google Mở search Garena mua lại Phong Vũ, và Phong Vũ là nhà tài trợ của Pick. Đó thì ở đây thì cái vế trên là gọi là cho phép đi, mà cái vế sau thì lại là đi đêm. Thì chúng ta sẽ đọc coi, ngày 28 tháng 5 năm 2019, đại diện bên Gam Thầy qua Facebook gửi tí nữa xem đi, thầy Zeros về Gam 100% rồi. Bằng chứng cáo buộc Zeros vi phạm hợp đồng có mặt ở Gaming House Phong Vũ Book Follow. Một ký nữa nha thầy. Ok em, Phong Vũ Book Follow không có sự cho phép của đội chủ quản vào thời điểm xảy ra vụ việc là tháng 2 năm 2018. Zeros vẫn còn hợp đồng ở bên Gam, vẫn còn hợp đồng ở bên Gam, à là ngày 28 tháng 5 đại diện của Gam gửi bằng chứng. 28 tháng 5 là mới đây à, mới đây ngày hôm qua, ngày hôm qua đại diện của bên Gam gửi bằng chứng cáo buộc bên Zeros vi phạm hợp đồng khi có mặt ở Gam Minh Hao khi không có sự cho phép của đội chủ quản vào thời điểm xảy ra vụ việc là tháng 2. Link hình ảnh ở đây. Ok. À là trước khi được sự cho phép của bên Gam rời khỏi đây đây trước khi được sự cho phép của bên Gam để rời khỏi, chấm dứt hợp đồng với bên Gam để rời khỏi bên Gam qua bên Phong Vũ Follow, là trước đó Zeros đã từng đi qua bên Gam Minh Hao của bên Phong Vũ Follow ăn uống. À đây đây đây, lướt ảnh chưa sửa, đứt ảnh chưa sửa, đứt ảnh chưa sửa. À, thì ra là vậy. À, là trong hợp đồng là không được đi chơi các bạn, ở nhà các bạn, cấm đi chơi các bạn, đi chơi chết mẹ nha mày, đi chơi đi đêm nhá. Đi mà thế gì gì đi ba bên ấy, có gì gì nữa nữa mà gì gì là hồi lúc là hình như là ở bên Evos mà đúng không, Evos ở bên Evos
À, lúc này là thằng thằng Venus out chưa ta? Em bóp out Phong Vũ rồi đúng không? À, lúc này là Venus out Phong Vũ đang ở SQ luôn. Đúng không ta? Ôi đi mẹ mày. Nếu mà tính như vậy là hai thanh niên này có sự cho phép của chủ quản không đó? Thằng ông Duyên đủ hỏi bên em bóp thì hỏi Tô Bằng Dũng. Để hỏi Tô Rồi, Bằng con Dũng. Dũng nghỉ rồi. À, là, Rồi. như lúc trước Tô Bằng Dũng có làm anh. Tô Bằng Dũng. Lúc trước Tô Bằng Dũng mới làm chứ. Anh ngộ vậy. Anh ơi. Cái này phải hỏi kỹ nha, tại vì cái này là không có sự cho phép của chủ quản nè. Đó, không có sự cho phép của chủ quản nha, cái câu này ghi rõ luôn là ngày ngày hôm qua là bên Gam có gửi bằng chứng cho ban tổ chức cáo buộc Gia Rót là vi phạm hợp đồng khi có mặt ở Gaming House Vũ Phú Lô, không có sự cho phép của đội chủ quản vào thời điểm là bắt cái lỗi này. Cái lỗi này thì có thằng Di Jin nè, có thằng Venus nè, có Di Jin, có Venus nha, tao hỏi nha, anh Dũng ơi. Dũng ơi. Anh Dũng ơi. Cẩn thận Di Jin, Di Jin, Di Jin nha anh. Di Jin tháng 2 2018 nè, 2018. 2018 với 2018. Nó có qua bên Phong Vũ Vlog nha. Anh coi lại nha. Tao thì mẹ Anh rồi. Lúc 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 đó anh có cho phép không? Bây giờ di qua bên kia Lúc mà. đó học học không, cái này hồi xưa lâu là được còn được nghe chưa? Đã làm sai là điệp mẹ mày không có cái lý do gì mà cãi được. Gia đó kêu gì? Ba rọi kêu anh Tú lấy hình chụp bữa đánh bài ra coi đi. Để yên ta làm việc, Thêm để yên một ta chút làm việc. thì em đã gọi Đủ đầu mẹ. thằng Sina vào Zeros 100% Đủ mẹ. cô giới Con đi mà đưa lại. Thêm Cái hình tích nghe, có nghe. Mày muốn loại nào? Cái này phải hỏi kỹ nha. Phải hỏi kỹ nghe chứ, này nếu mà tấm hình này gọi là thằng Duy Duyên này nha, đụ má chết mẹ mày. Tao tao mà hỏi anh Dũng mà có không là chết mẹ liền. Chơi lớn. Tập này mày chơi chơi lớn. luôn á chứ. Chơi lớn gì chứ? Không phải cái này là đúng luật. Nó qua chơi đó bình thường mà. Không 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 anh, không anh, không anh. Bình thường gì anh? Gia đó nó bị nè. Đang hợp đồng không được đi đâu nha. Đang hợp đồng không được đi đâu nha. Mà cái này là nếu mà dở một cái là bên Gam dở một cái nữa là phải xô cái hợp đồng ở trong khi mà Gia đó ký ở bên Gam á, là ở trong đó có cái điều khoản là khi mà tuyển thủ Gia đó ký hợp đồng bên Gam là có được trong cái khoảng thời gian có hợp đồng đó có được phép đi chơi, đi ăn, đi uống gì với ai không nha. Rửa Đi chơi, đi ăn, đi uống gì với ai không nha. Nếu mà gọi là đi chơi, đi ăn, đi uống gì với ai mà bị phạt thì mới được. Cái đó thuộc đơn vị chủ quản nha, đó đúng rồi. Đó thì là bên Evos rồi, bên Evos xác nhận là trong hợp đồng khi mà ký với Di Jin là cho phép Di Jin đi ăn uống bình thường ngoài. Cho phép Di Jin đi ăn uống bình thường ngoài nha. Cho phép Di Jin đi ăn uống bình thường ngoài luôn. À, nó xin đi chơi vẫn được mà bình thường hết đó, thì cái này mình phải hỏi lại tại vì mình không phải dân trong nghề cho nên mình không có biết. À, khi nào thi đấu? À, cái này là anh Dũng, là anh quản lý của bên Evos, hiện tại là anh đang quản lý của bên Evos đó, thì cái này là thấy hơi bị chéo ngoe một cái rồi đó nghe, hơi bị chéo ngoe đó. À, khi nào thi đấu với team khác mới bị ăn gạch? Thì ra là vậy. Ồ, cái này căng quá ta. Tại vì em thấy em đang đọc luật nè, em đang đọc luật của VCS, thấy nó chọi chọi đó. Rồi ok, vậy là cái này là xác nhận là bên Airforce không có cái việc mà gọi là không cho phép vận động viên đi 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 ra ngoài ăn uống như team khác hay là cái gì hết đúng không, là cái thứ nhất nha. Là bên Evos là không có cái hợp trong cái hợp đồng nó không có. Vậy thì cái khúc này là bên thằng thằng Gia đó thì lại bị, mày thằng Gia đó thì lại bị. Vậy là trong hợp đồng, vậy là bên Gam bắt buộc phải show cái hợp đồng ra rồi, bên Gam phải bắt buộc phải show cái hợp đồng của bên khi mà thằng Gia đó ký hợp đồng bên Gam là nó phải có cái điều khoản là khi mà em ký hợp đồng này là anh đây là anh Linh, anh cấm em đi đâu nha, về nhà mà chỉ về nhà thôi, gặp người thân thôi nha. Còn nếu mà em gặp giống như kiểu là
Em mà đi đánh bài đánh bạc hay là tết nhất em đi đánh bài đánh bạc, có qua đây luôn, có qua đây luôn. Tết nhất em đi đánh bài đánh bạc hoặc là em đi ăn đi uống với lại những cái thằng bạn của em là chết đó nha, chết đó, cái đó là sai đó nha, cái đó là sai đó. Luật VC thì cũng là luật thôi, vấn đề là người bị bắt và người tố cáo. À, vấn đề là người bị bắt và người tố cáo à. Ok, cái khúc này là thấy mình thấy bắt đầu là thấy hơi sai rồi, mình đọc tiếp. Qua làm việc trực tiếp với Phong Vũ Phú Lô, chủ động thừa nhận là bị xúi giục à. Qua làm việc trực tiếp, ban tổ chức Yerod chủ động thừa nhận việc vi phạm của mình à. À, thì ra là vậy. À, xin lỗi, là cái khúc này thầy nghĩ sai. Dân công À, nghệ khúc này là thông thầy nghĩ tin sai. gọi là bách đo đó thì À, nhầm rồi, chơi tự khách hàng chơi dơ mặt cười. rồi, xin lỗi nha. Tại vì lúc khúc này, tại vì thầy mới đọc ở đây thì thầy phân tích rồi, cho nên thầy nghĩ sai. Là Gam nghi ngờ trong cái khoảng thời gian này là bên Gam có hợp đồng với bên Yarod. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian này Yarod có mặt ở bên Gam in-house của bên Phong Vũ Follow, cho nên Gam nghi ngờ cho nên Gam mới gọi là đưa bằng chứng lên để bắt buộc ban tổ chức phải làm việc trực tiếp với Yarod. Và khi làm việc với Yarod thì Yarod mới bắt đầu thú nhận là được, mà mày hôm đó đi qua là đi đêm, hôm đó đi qua là Đúng đi mẹ 21k người xem, chúng bê nhiều chuyện vậy mặt cười. đêm. Đó là cái này là do chính bản thân thằng thằng Minh Lộc thừa nhận nha. Chắc là giống như kiểu là công an Việt Nam á, là hỏi cung cái lúc mà gọi là nghi ngờ là đem lên hỏi cung xong rồi bắt đầu là gọi là nạn nhân thừa nhận là Minh đã thuộc về cái gọi là cái hành vi bị kêu gọi xúi giục. Ok, kêu gọi và xúi giục các đối thủ hoặc người quen này nọ các thứ, không cho phép gia nhập dụ dỗ xúi giục những đối thủ khác, quản lý đội quyết định xử phạt vô hiệu hóa hợp đồng của Yaros. Anh ơi, sao em qua ăn cơm nhờ có mấy Đúng bữa, không? ăn Bộ ban một lại năm luôn không phải dạy cái a, này à. hơi khó hiểu à, nghe mũ gạch dưới mũ dấu Cái bé này thì ba. lại bắt đầu là bị một cái nữa là Gerard thừa nhận là lúc đó Spot 2018 nó mới một ăn năm cơm nhờ thôi mà ăn ban một năm. một năm hả một năm Zeros trời. lụp giúp hai cái cúp cho PVP mà có 6 game à anh ba ơi. Vậy tính ra Yerod nó đi nó Yerod nó bị sao ta, tính ra Yerod nó bị gì á, tại vì lúc trước thì nó không thừa nhận, lúc mà nó đi á, nó đi đêm nó không thừa nhận, rồi xong rồi tới bây giờ nó mới Thầy thừa ơi, nhận. thầy khen giúp em Mà là cái Lê Hữu lúc trước Tâm, nữa, đẹp trai với cái lúc ạ. trước nữa là cái hình chụp này nó lại là sáng tỏ, hiểu không, nó lại là public. Cái này điểm thắc mắc nè nha. Bây giờ là mình đã biết nguyên nhân lý do tại sao mà thằng Gerard nó bị phạt rồi đó, và cái điểm thắc mắc ở đây là cái này là đã qua một quá trình là một năm trời hơn rồi, và cái này á là cái mà gọi là trước khi cái gọi là tháng 2 năm 2018 này, là cái hình Yarod đi qua Gam In-house đây là trước khi mà bên Gam cho phép, trước khi là bên Gam cho phép là ký bỏ hợp đồng. Vậy thì cái lúc mà khoảng thời gian đó tại sao bên Gam không tố, tại sao bên Gam không tố mà lại đợi tới cái thời điểm này bên Gam mới tố ta? À, đọc tí nị, đọc ta tết của anh nị nữa hả? À, má mình nhiều cái thì mẹ mình cái drama này nó sao sao quá ta, mà sao ở ở ở đây hay có cái vụ mà giống như kiểu bên cày thuê á, tụi em giống như kiểu bên cày thuê á, thì nó có vụ vậy. Thằng lồn kia cái cày thuê thì đụ mẹ nó cày từ 8 9 năm trời rồi, rồi xong rồi bắt đầu là biết nó cày thuê luôn nha, rồi tới cái lúc mà gọi là nó đánh giải á đây bị bỏ thì vẫn cho đánh giải nha, nó đăng ký đánh giải dẫn cho đánh giải, đánh giải xong tới trận chung kết á, trận chung kết cái mới bắt đầu đánh thua luôn, rồi bắt đầu quay qua ngược ghi bọt lồn kia, rồi xong hủy kết quả, rồi xong đụ mày có trường hợp vậy luôn á, là giống như kiểu ủa tại sao mà gọi là không làm nóng ngay thời điểm đó mà lại phải chuyển sang một cái thời điểm mà điệp mẹ mày về thì tương lai nhiều quá vậy, cái thời điểm với thì về tương lai như hơi bị nhiều quá. Thằng Gia Đốt nó lại tự nhiên nó lại đi thừa nhận, xong rồi
Tại vì nó đang ở trong một cái team mạnh, một cái team mà nó vừa mới du lịch xong, nó lại đi thừa nhận thôi. Nó lại đi thừa nhận để cho nó bị ăn ban 6 tháng. Rồi nó bị mất cái hợp đồng với Phong Vũ Velo luôn. Trong 6 tháng đó là tiền đâu nó xài. Trong 6 tháng đó tiền đó. Trong 6 trận đó, trong 6 trận đó là cũng gọi là cả tháng mấy rồi. Rồi từ đây cho tới lúc đó là cũng 2 tháng rồi. Trong 2 tháng đó tiền đâu nó xài ta. Câu chuyện nó lại bắt đầu diễn ra từ bên phía Zeros. Câu chuyện bắt đầu lại diễn ra từ bên phía Zeros. Từ bên phía Zeros thì quay trở lại cái vấn đề được, lý do tại sao lại có cái drama này okay thì là... mọi thứ nằm ở sự quyết định của Minh Lộc. Sự quyết định của Minh Lộc là Minh Lộc đã quyết định không có thể là trong cái thời gian ở trong Phong Vũ Velo, Minh Lộc đã quyết định một điều là không muốn tiếp tục cho Phong Vũ Velo nữa và xin phép Phong Vũ Velo cho đi, nhờ Phong Vũ Velo giữ lời hứa với Minh Lộc. Ok, em đánh xong trận FSA này đi, hoặc là em đánh xong mùa giải này đi, rồi anh ba chị bảy cho em đi. Sau đó xong một khoảng thời gian thì mới quyết định là sau khi hứa thật nhiều, rồi thất hứa thật nhiều thì Minh Lộc không được đi, không được phép đi. Thì cái gọi là cái nơi mà Minh Lộc muốn đi là đâu? Nơi Minh Lộc muốn đi là đâu? Là đâu? Là đâu? Là bên Gam, là bên Gam. Thì bên Gam mới quyết định chơi mày. Chơi mày hứa rồi nha mày, lúc trước mày hứa ta tết của Ren nữa à, trời ơi sao nhiều quá ta, con đỉ mày tụi mày nghe, tao lóc chết mày tụi mày bây giờ, trời ơi đây không phát inbox cục cắt à, ta tết của Ren à. Này nữa à, ngày xưa ở một ngôi nhà nọ có hai chị em, chị Cám và em Tắm. Em thì làm lụng vất vả, chịu nhọc chịu khó, trong khi đó người chị thì lại làm đủ trò để hãm hại con em, tự làm rồi tự đổi thừa con em, rồi đi mắt với mẹ. CDM là cái gì? Mẹ CDM là cái gì? Rồi ok, bỏ qua cái vấn đề CDM là cộng đồng mẹ. À cộng đồng mạng á hả? Đỉ mẹ. À, con đỉ mẹ hả? À, trời ơi, rồi đi mắt với mẹ, con đỉ mẹ, mẹ thì yêu thương. À đây thầy đọc lại hơn hết nguyên văn cái câu. À là ngày xưa có một hai cái gia đình nọ có chị Cám và em Tắm. Em thì làm lụng vất vả, chịu khó chịu ngọc, trong khi đó chị thì làm đủ trò để hãm hại con em, tự làm rồi tự đổi thừa, rồi xong rồi á, đổi thừa xong rồi lại đi mách con đỉ mẹ, mẹ thì yêu thương chị Cám hơn gì lúc nào, chị cũng dám cũng đúng hết. Chị Cám thì lúc nào cũng thủ thỉ tò te, nhưng mà cuối truyện thì à ai mà biết được cái kết rồi, nên khỏi kể tiếp. À, thầy bảo Ren đệ tử thầy năm nay 5 tuổi, con sẽ gặp trắc trở nhưng mà không sao đâu, nghiệp của mày nhẹ lắm đó, nghiệp này còn nhẹ, còn ai dây nghiệp nặng thì phải trả giá đắt hơn à. ai nhờ đi nói rõ ra nè. À vậy là Ren đang ví Ren là gọi là Tắm. Đây là Tắm không, không tắm được, không tắm được cái một bùi này, không có tắm được. Là người trong cuộc là Ren và bên kia là anh Tiến Nị. Thì bên Ren đang ví là Ren là Tắm. Tắm thì lúc nào cũng gọi là chịu cực chịu khổ làm việc này ở kiểu. Nhưng mà bị người chị hại, có thể là đang ám chỉ được cũng nha. Tại vì đây là cái phốt, đang là cái phốt giữa bên Gam và Phong Vũ Lô, cho nên cái ta tết này thì thầy có thể hiểu được là bên Ren đang đá với lại bên Gam, bên Ren đang đá với bên Gam. Ok, thì cái này thật sự ra là cái phốt này á, với lại cái hình phạt của bên Ghana á. Hình phạt của bên Ghana thì thầy nghĩ là hoàn toàn hợp lý thôi, tại vì đã có bằng chứng. Ba nghĩ là cái này á, nếu mà không có lửa thì làm sao có khói, đúng không? Cái câu chuyện này nếu làm không có lửa thì làm sao có khói. Lý do tại sao là như vậy, tại vì á, nếu mà thằng gia đó nó không quyết định nó ao Phong Vũ Buffalo thì làm gì có cái việc mà gọi là Phong Vũ Buffalo không cho đi, đúng không? Nó thì lại chung quy ra lại quay về cái phần mà gọi là hợp đồng. Nó lại gọi là trên cái mặt giấy tờ, nó lại phải làm việc trên cái mặt giấy tờ hết. Tất cả phải làm việc trên cái mặt giấy tờ hết. Là Phong Vũ Buffalo vẫn nắm được cái hợp đồng của Zeros là chưa. Hiện tại là nếu mà Zeros muốn đi là hợp đồng của Phong Vũ Buffalo với Zeros là vẫn còn. Cho nên
bên Gam, cho nên bên Gam á, cho nên là Phong Vũ Philo không cho Gerard đi là hoàn toàn hợp lý, hoàn toàn hợp lý, tại vì có thể là Gerard vẫn còn hợp đồng với Phong Vũ Philo, thì Gerard chỉ có quyền xin phép Phong Vũ Philo cho giải phóng hợp đồng hay thôi, có cho hay không thôi. Thì bên Phong Vũ Philo nói là hứa là một chuyện, nhưng mà điều mà mày đặt bút ký để giải phóng hợp đồng hay không lại là một cái chuyện khác. Đó, thì sau một cái lời thất hứa đó thì bên Ga mới quyết định là gọi là chơi tới cùng với là bên Phong Vũ Philo, là lôi cái chuyện cũ ra cùng với cái sự hỗ trợ của bên Gerard, là thừa nhận là cái việc mà gọi là đi qua ăn uống của bên Phong Vũ Philo này trong cái thời điểm mà vẫn còn là Gam Gerard, là cái thời điểm này là qua bên đó để nói chuyện về mùa sau gia nhập bên Phong Vũ Philo. Đó là phải có cái, nói chung là tất cả mọi thứ bên Gam set up này nọ các kiểu là đã thông qua sự đồng ý của Gerard, đã thông qua sự lòng đồng ý của Gerard rồi. Đấy, tụi em đọc cái này giùm thầy cái, là Gerard thừa nhận mà, chủ động thừa nhận mà. Gerard chủ động thừa nhận mà tụi em. Đâu có phải là chính bản thân thằng Minh Lộc làm ra hết, hiểu không? Chính bản thân thằng Minh Lộc làm ra, tại vì sao? Tại vì nếu như thằng Minh Lộc nó không quyết định nó out bên Phong Vũ Philo thì sẽ không có cái việc mà Phong Vũ Philo không cho phép nó out, đúng không? Nó vẫn tiếp tục đánh khi tới khi nào mà hết hợp đồng thì nó có quyền out. Còn đằng này nó đang có hợp đồng và nó muốn out, và nó out không được, nó xin out mà out không được, cho nên Phong Vũ Philo mới có động thái là muốn hại thằng Minh Lộc hay cái gì đó thầy không biết, tại vì thầy đang theo cái gọi là những cái gì mà đang đã được VC xác nhận, bên ban tổ chức xác nhận, thì đang theo cái này chứ thầy không theo bất cứ những cái gì luồn ở ngoài, thầy không theo cái bất cứ cái gì lỗ luồn ở ngoài nha, thầy chỉ theo tất cả những cái gì ở trên đây thôi, là chốt lại câu chuyện là Gerard muốn out Phong Vũ Philo nhưng Phong Vũ Philo không cho, cho nên bên Gam mới quyết định lập lại cái vụ án này, là vụ án là với sự đồng ý, với sự thừa nhận của Gerard, với sự thừa nhận của Gerard là Gerard trong cái thời điểm này, trong cái thời điểm mà bên Gam tố cáo cái vụ án, bên Gam tố cáo là Gerard đã đi đêm với Phong Vũ Philo thì mới nhận được cái án phạt này, cho nên Gerard hiện tại bây giờ đang trở thành game thủ tự do và sẽ bị cấm 6 trận ở trọng VCS. Nhưng mà sau 6 trận đó thì chắc chắn 100% ở đây ai cũng biết là hàng Gerard sẽ nằm ở trong đội tuyển nào.